Shop Vietjet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Vietjet Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó nút chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Shop Vân Hạnh gửi tới quý vị và bạn. Và video ngày hôm nay, Shop Vân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một đôi loa đến từ Anh Quốc, đôi loa Tannoy Stirling phiên bản HE. Đây là một trong những phiên bản cao cấp sử dụng cái thiết kế mới của Tannoy. Nó không dùng chân rời như các phiên bản đời thấp hơn của Stirling, mà nó có đi kèm với thân thùng cao hơn và thiết kế gọn hơn, dễ dàng trưng bày kê trong phòng hơn. Tuy nhiên, nó cho chúng ta một cái giải trầm cực kỳ tốt và cực kỳ ấn tượng cùng với những cái thiết kế mới trong phân tần và thùng loa, cho chúng ta cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Và nó được đánh giá là một trong những đôi loa vạch hướng đi mới cho cái phiên bản sau này như là SE hoặc là GR. Nó vẫn phát triển theo cái hướng của Stirling HE hay là Turnberry HE, là những cái đôi loa đặt viên gạch đầu tiên cho cái xu hướng thiết kế mới của dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Anh Quốc này. Đôi Tannoy Stirling HE ngày hôm nay tại Vietjet Radio có hình thức vô cùng đẹp với e căng zin, có điều có đầy đủ như là khóa đi kèm. Và em sẽ quay chi tiết hình thức đôi loa này để anh em cùng quan sát. Phía trước mặt anh em có thể dễ dàng quan sát e căng, nó có ghi đầy đủ thông tin cũng như tem ở trên e-căng là tem đồng được mạ vàng rất là sạch, rất là sáng này. Đó, chân khóa cũng được mạ vàng anh em nhé. Đó, chân ổ khóa này. Đó, rồi e-căng lại e-căng lưới bố đặc trưng của dòng Tannoy Stirling. Rồi tiếp theo là về thùng loa, anh em có thể quan sát thùng loa, hai loa thì vân gỗ khá là tương đồng và đều màu. Đó, được thiết kế một cách rất là cứng cáp và đẹp. Đó, em sẽ quay chi tiết hai bên để anh em cùng quan sát luôn. Đó, rồi tiếp theo em sẽ quay phía bên trong cho anh em cùng quan sát phía bên trong này. Đây, đôi loa Tannoy Stirling HE rất là đẹp tại Vietjet Radio. Rồi tiếp theo đến phía sau, đó em đã quay sẵn phía sau để anh em cùng dễ dàng quan sát rồi. Đây là phía sau này, anh em có thể quan sát phía sau thùng cũng tuyệt đẹp luôn. Đó, rồi chúng ta có tem kiểm định của nhà phân phối Tech tại thị trường châu Á này. Ta nói là Stirling được sản xuất tại Anh Quốc và model là Stirling HE. Đó, và chiếc bên này cũng như vậy, rất là sạch sẽ nguyên bản. Một đôi loa tuyệt đẹp để anh có thể trải nghiệm. Và em sẽ lấy chìa khóa để mở khóa e-căng cho anh quan sát cấu hình củ bên trong. Tiếp theo xin mời anh em tiếp tục theo dõi, em sẽ mở khóa cái căng cho anh còn quan sát này. Đây, chúng ta sẽ mở khóa zin đây nhá. Anh em nhìn khóa zin nó rất là đẹp luôn. Đây, chúng ta sẽ mở ngược lại chiều đồng hồ. Đó, rồi đây khóa zin này, ta sẽ mở cái căng ra. Và đây là bên trong của đôi loa Tannoy Stirling HE, thì chúng ta có một cổ bát với kiềng mạ vàng, họng kèn cũng là vàng, và chúng ta có một bát màng giấy đường kính là 25 cm, rất là đẹp ở đây. Đó, em sẽ tiếp tục mở bên này để em cùng quan sát. Tannoy Stirling HE thì cũng như vậy, em sẽ quay cắm chìa khóa vào đây này, quay ngược chiều kim đồng hồ thôi. Đó là nó đã mở chốt ra rồi, anh em có thể dễ dàng tháo
cái căng da, và đó cũng một cái tem bằng đồng rất là đẹp, Tannoy Stirling HD. Và chúng ta có thể điều chỉnh âm thanh của âm chép ở đây, chúng ta có thể giảm hoặc tăng âm lượng của chép tùy theo nhu cầu, tùy theo bản nhạc của quý vị và các bạn. Và phía trên chúng ta cũng có một bát đường kính là 25 cm màng giấy, và họng kèn cũng như gông kèn, gông loa được mạ vàng rất là đẹp, rất là sáng luôn. Đó, một đôi loa tuyệt đẹp từ trong ra ngoài, anh em có thể chơi sưu tầm và sử dụng. Và em xin báo giá đôi loa Tannoy Stirling HD ngày hôm nay có mặt tại Vietchild Audio với mức giá là 71 triệu đồng. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời anh em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop trải nghiệm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Em sẽ test giới thiệu tới quý vị và bạn chất lượng âm thanh của đôi loa này. Xin chào và hẹn gặp lại.